siêu thị Mega Market nằm tại trung tâm thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là điểm đến mua sắm phổ biến cho người dân địa phương và du khách. Siêu thị cung cấp một loạt các sản phẩm phong phú, từ thực phẩm tươi sống, hàng gia dụng, đồ điện tử, đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp. Mình có dịp đến với siêu thị Mega Market Long Xuyên vào cuối tuần rồi và thấy có rất nhiều sự thay đổi. Bãi đỗ xe hoàn toàn miễn phí, rộng rãi, vừa được sơn lại mới hoàn toàn. Không gian bên trong được bố trí lại theo hướng hiện đại thân thiện hơn. Đầu tư hệ thống đèn LED, tăng cường thêm dàn lạnh, hệ thống sàn sáng như gương, vân vân. Bây giờ thì mời các bạn cùng mình đi tham quan và mua sắm một vòng siêu thị Mega Market Long Xuyên nha. Bãi xe rộng rãi. Bữa nay mình với một bạn đi siêu thị Mega Long Xuyên. Mega Market Long Xuyên khai trương diện mạo mới. Siêu thị Mega mới nâng cấp lại, nhìn rộng, thoáng và sáng hơn rất là nhiều. Cái này là khu quá mỹ phẩm. Chỗ này là khu vực quần áo, giày dép. Siêu thị thay cái dàn đèn trần á, bởi vì giờ sáng lắm. Lúc trước đi tối tối, giờ thì sáng trưng à. Chỗ này bán mùng mền, chiếu gối, thảm dậm chân. Mà mấy cái này để chị em phụ nữ đi mua, chứ mình không biết gì mua luôn. Cái này là gì em? Cái khay. Cái này nè. À, mình ráp lên cái khay này. Dạ đúng rồi. Hết mua cái là mình phải ráp lên cái. Để đựng gì vậy? Dạ, giấy tờ. À, giấy tờ. Nếu mình không ráp lên là khách đâu có biết cái mẫu đâu mình bán. Ở đây có bán liều cắm trại nữa nè, liều cam binh. $449,000. Cái này là chỗ bán màng bọc thực phẩm. Ở nhà hay mua lắm nè. Chỗ này là đồ gia dụng, nấu nướng. Thùng đá, thùng rác, chổi lau nhà. Thấy thiết kế với trang trí, bày trí sản phẩm bây giờ nhìn đẹp á, gọn gàng. Giống đi vô bên Costco bên Mỹ á. Chỗ này là khu điện gia dụng, có nồi cơm điện, máy hút bụi, quạt máy, đèn. Thank you.
chỗ này là khu bánh kẹo các loại. Chỗ này thì có mật ong, cà phê, rồi mấy loại nước sốt. Khu này thì là nước giải khát với bia, nước ngọt này nọ. Kiếm bia lạ lạ về nhậu chứ. Coi có không? Cũng mấy loại bia thân quen không? 1664, Cạch Bớt, Sài Gòn, 33, bia Thái, được có bia Thái lạ chút, bia Trang. Với đây có mấy loại này cũng lạ lạ nè, bia Đức nè. Với mấy này không biết luôn. Bia thủ công của Bỉ. Bên đây thì có Halida, La Ru, Hà Nội, Trúc Bạch, cái này lạ nha, đi Trúc Bạch, với Đại Việt, Chuồng. Bên đây thì rượu Hàn Quốc, rượu trái cây. Khu vực này thì trẻ em rất là thích nè. Vật bánh với có quầy cà phê. Bánh đủ loại hết. Bánh tươi. Bánh trứng. Bánh da. Nhiều lắm. Còn bên kia là quầy nướng. Ở đây có món vịt ngon nha. Gà vịt. Đây vịt quay. Vịt quay tứ xuyên. Còn bên này là khu vực hàng đông lạnh. Đây, thịt đông lạnh ở đây. Chỗ này mình thấy bài trí khác lúc trước nè. Khu vực hải sản. Hải sản đông lạnh với tươi sống. Tươi sống bên đây có tôm Alaska, đây là bào ngư, tôm hùm bông, cá tầm.
cá lăng đỏ. Bên này là cá chép, cá điều hồng. Bên này là con cá trình. Lát gác bếp. Gác bếp là cột gì treo trên cái bếp thôi chứ có gì đâu. Còn bên đây là khu trái cây và rau quả. Khu này ở nhà cũng thích lắm, đi ghé vô đây mua rau với mua trái cây nhiều, rau tươi. Chuối cũng có mấy loại đó, chuối đô le, chuối hana, chuối cao đồng, chuối cao. Còn dưới này là chuối Đà Lạt. Đây là chả giò, chả cá. Đây là mấy trái cây đông lạnh, các loại hạt. Khu vực các sản phẩm từ sữa. Đủ các loại sữa. Đây là bánh kẹo. Cái quầy hàng đây em nè, các sản phẩm nhập khẩu từ các nước. Khu vực này là từ Pháp. Bánh kẹo nhiều loại lắm. Tới bên đây là này cũng cái này của Ý, hay để cờ Ý nè. Đúng rồi, sản phẩm nhập khẩu từ Ý. Đủ thứ hết. Bên đây là hỗn hợp sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu. Đây có cờ Tây Ban Nha, Đan Mạch, Đức, Thụy Sĩ, Ba Lan, Canada. Còn bên này là sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Cái này ngon nè, cho mình được chấm. Còn bên kia nữa, bên đây là sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan. Thế mì là chủ yếu. Bên đây là cũng Thái Lan luôn. Mấy cọng miếng hủ tiếu gì đó. Ồ, khu Thái Lan nhiều à. Mega này chủ sở hữu là Thái Lan mà. Bởi vì sản phẩm nhập khẩu Thái Lan ưu tiên hơi nhiều. Cái này còn bên đây. Cái này là mấy cái loại nước sốt. Sốt cà, ớt.
mà đây cũng Thái Lan luôn, vậy nguyên dãy là Thái Lan hết. Đi mỗi chân thì ghé đây ngồi uống cà phê, còn không thì mấy ông ngồi đợi mấy bà mấy cô đi mua sắm thì mấy ông lại ngồi đỡ mỗi chân. Bây giờ ra tính tiền. Rộng quá đi không hết. Đi nãy giờ mới được chừng 50%. Mua được có mấy món. Rồi xong đi về. Ở ngoài bãi xe có khu vực đóng gói hàng. Bãi xe rất là rộng. Gửi miễn phí luôn. Khách du lịch đi ngang đây có thể chạy vô đậu xe nè, rất tiện lợi cho mình luôn, có quán cà phê, có chỗ mua sắm, nhà vệ sinh vân vân mà không có tốn phí nữa. Chỗ này giống như là một điểm dừng chân vậy đó. Khách du lịch chỗ đóng hay dừng đây lắm. Gửi xe ở đây rồi qua bên đường ăn lẩu mắm cây dừa cũng được luôn, không may la gì hết, thoải mái.